Xin chào tất cả quý vị nhé, mời quý vị đến với phần tiếp theo của lễ mở xuất cho con thờ của thầy Thiên Lương nhé, ở đồng mỏ Xi Lăng Lạng Sơn nha quý vị. Con thờ mới thì ở Yên Trạch Cao Lộc Lạng Sơn nhé, gần thành phố Lạng Sơn nha quý vị. Con thờ là đài nhé. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhé. Bây giờ là đến phần gì thầy? Bây giờ đến đâu? Bây giờ đến phần... Bây giờ là vẫn sẽ lễ lên tổ tiên tiếp tục nha quý vị. Vâng. Ý là tạ ơn. Vâng. Là cái công hàng ngày là tổ tiên này các thánh này dạy dẫn đường chỉ lối. Vâng. Dạy cho con được thông. Thì hôm nay là ăn là không quên. Vâng. Rồi nên con lễ đi ăn bằng sức xong rồi cao cho ăn. Vâng. Xong rồi đặt bàn. Bây giờ lên đất tổ tiên, bây giờ lại xe lên đến cửa vua. Bây giờ là lên cửa vua. Vâng. Bây giờ là bắt đầu là xe lên cửa vua gì thầy? Xe lại lên cửa vua nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ leo năm giờ ăn thái không? Leo năm giờ bảo bảo cứ bình thường mà tay đầy lát thì lát. Thank you.
Thank you.
Bye.
Thank you.
ไปได้ไหมเอาช่วยบ้านด้วยไหม
Thank you.
Thank you.
bác cô làm về lau thay bố lau rồi. Theo dõi nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhá. Sáng mai 7 giờ chợ. Có mỗi là 7 giờ đi chợ nữa thôi là hết rồi thì là xong rồi là hôm khác mới mở à đặt bàn nhỉ thầy nhỉ? 12 đặt trạm mới đi đặt bàn. À đó, vâng. Tại vì công việc này. Vâng. Xin chào tất cả quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhá. Vâng. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha. Mai làm sai rồi. Tự lấy cho mình bài này.